Xin kính vân chào các thượng văn đế. Buổi chiều chủ nhật ngày mùng 3 tháng 11 năm 2023. Buổi chiều ngày hôm nay xin thưa với lại các thượng văn đế. Chưa có thượng văn đế nào trần văn chốt món gì cả. Thế nhưng mà cái công tác chuẩn bị về cái vấn đề chất tanh của buổi tối ngày chủ nhật thì đang triển khai rồi. Đấy. Bây giờ thì tranh thủ làm một cái video để giới thiệu tới mọi người để xem mà có ai coi như thế là trần văn chốt thì lão nông coi như là trân trọng cảm ơn nhá. Thì hôm nay trần văn chốt cũng được và ngày mai trần văn chốt cũng được, sang năm trần văn chốt cũng được, hoặc là 10, 20 năm, 50 năm nữa trần văn chốt cũng được. Thế nhưng mà các thượng văn đế trần văn chốt sớm, trần văn chốt sớm để hàng gửi tới thì nó còn kịp. Đấy. Đây là chiếc âm ly Bioner R. Có người ta biết tiếng Tây thì người ta đọc là Bioner. Có người thì mình xem thì lại có người ta đọc là Bioner. Thì mình cũng không biết là đọc như thế nào cho nó chuẩn. Thì mình không biết tiếng Tây thì mình đọc theo tiếng Kinh là Bioner R. Đấy. Đây ạ. Đấy. B nhá, đây này. Bioner R. Có model là SA6800, hai la mã. Đấy. Âm ly này thì xin thưa với các thượng văn đế. Âm ly này là của khách mang đến đây sửa cũng lâu ngày rồi. Đấy, lâu ngày rồi. Thế nhưng mà mình không kiếm được đồ. Thế là hôm nay là đang bán luôn. Đương nhiên rồi, âm ly này là của khách mang tới sửa. Thế nhưng mà mình không kiếm được đồ thì khách cũng lại thanh lý luôn cho mình. Đấy, khách thanh lý luôn cho mình thì bây giờ mình không kiếm được đồ sửa thì mình đăng bán thôi. Đấy. Âm ly này thì ai chả biết nhỉ? Ai chả biết đây là âm ly nội địa của Nhật Bản. Ăn điện 100V. Thì cái âm ly này bây giờ trước tiên ý, là cái âm ly này nó đang trần văn tịt. Thì trên thực tế có rất nhiều người hỏi mua những cái núm nút này. Đấy, mua núm nút này, công tắc này, volume này, cái con chiết áp này. Đấy, con chiết áp này. Rồi đây là cái công tắc của cái cầu loa này. Công tắc của cầu loa này. Đấy. Thì cái con này nguyên bản của nó là nó chạy bốn con than, hai xanh hai đen. Đấy. Thế nhưng mà chắc là công suất của nó khỏe nên nó đánh được cả hai cầu A và B này, A cộng B này, tức là đánh được hai đôi loa cùng lúc. Điều này thanh lý đồng nát ấy. Chứ để ở đây thì cũng chả làm được cái gì cả. Tại vì ở đây ấy thì xin thưa tới các thượng văn đế, người anh em mang cái âm ly đến đây sửa, thế nhưng mà cái âm ly của người anh em nó lại không còn cái miếng nhôm tỏa nhiệt ở đây là điểm nhất. Điểm thứ hai là nó không còn sò công suất. Thế mình bỏ thôi, bây giờ mà để tìm được cái miếng nhôm tỏa nhiệt với lại cái những cái con sò công suất đấy thì chỉ có những người ta chuyên sửa âm ly nội địa thì người ta mới có thôi, chứ mình sửa đài thì chả có đâu. Đấy, hoặc là có thì tìm nó cũng rất lâu. Thế người anh em bán lại cho mình và anh đưa bao nhiêu thì đưa. Đấy, thế thì mình cuộc giao dịch của mình với lại người anh em là thành công tốt đẹp. Thế bây giờ mình giới thiệu, mình cũng hy vọng là cuộc giao dịch của mình với lại các thượng đế cũng thành công tốt đẹp nhá. Đấy. Thì cái âm ly này bây giờ là đang không có cái nhôm ở đây, không có miếng nhôm ở đây là điểm nhất. Điểm thứ hai là không có những cái con sò công suất. Cái thứ ba thì cái âm ly này ấy, mình kiểm tra, tức là không cần sò công suất, mình vẫn kiểm tra được cái mạch công suất nó hoạt động thế nào. Thì mình kiểm tra thì mình thấy một cái vế bên đây là nó vẫn còn đang hoạt động nhá. Đấy, vế bên đây nó vẫn còn đang hoạt động. Còn cái vế bên này thì nó đang trần văn tịt mà cũng có dấu hiệu của sửa chữa rồi đây này. Đấy, đây ví dụ thay điện trở khác vào đây này. Thế nhưng mà nó vẫn trần văn tịt, nhưng bên đây à, bên đây thì nó vẫn chạy. Bên đây thì cái cách kiểm tra thì mình là nông dân thật, thế nhưng mình không cần lắp sò công suất vào, mình cũng biết cách kiểm tra để làm kiểm tra như thế nào để cái mạch công suất cái chỗ này nó hoạt động, tức là khi mà lắp sò công suất vào là chạy ngay nhá. Đấy, thì mình kiểm tra cái điện áp mở của cái con sò công suất vào chân B. Đấy, điện áp kích. Đấy. Cái góc mở của nó bao nhiêu. Đấy, thì để nói dài dòng văn tự lắm, thế nhưng mà nôm na ngắn gọn lại là cái âm ly này thanh lý giá đồng nát để mọi người lấy đồ để anh em thợ lấy linh kiện nhá. Đấy, thế còn cái này mà vào thợ sửa âm ly, người ta có cái nhôm có cái sò này vào phát thì chỉ có phút mốt là nó lại hoạt động trở lại ngay cái gì được.
mình chuyên sửa đài sang cái ampli này nó cũng lằng nhằng lắm nhá. Biến ao này vẫn chạy bình thường nhá, bây giờ cho ăn điện và vẫn chạy bình thường, giờ le vẫn đóng bình thường đấy. Thì cái giờ le này là cái giờ le bảo vệ, bảo vệ cái mạch công suất là nó kiểm tra, ví dụ cái mạch công suất này mà điện áp ra nó dò DC, tức là điện áp ra mà một tầm một vôn DC là cái con giờ le này nó ngắt ngay, nó ngắt tín hiệu ra loa để nó bảo vệ loa ấy mà đấy. Hai con tụ này vẫn là hai con tụ zin này, hai con tụ zin, hai con tụ Elna này, 50V, 50V, 10.000 microfarad, tức là điện áp chịu đựng thông số kỹ thuật của cái con tụ này ấy, điện áp chịu đựng là 50V, quá 50V là nó thủng, còn dung lượng của nó là 10.000 microfarad nhé. Mình gọi như thế không biết nó có chuẩn không, nếu nó không chuẩn thì quý vị và các bạn, đặc biệt là những người mà có kiến thức uyên thâm về điện tử thì thông cảm cho nhé, không biết gọi thế có chuẩn không. Cái ampli này lại không có nắp lưng, không có nắp lưng đấy, thì mua về anh em mua về để lấy đồ đây đằng sau này đấy, đây mà đằng trước đây đấy. Thì như thế này nhá, như thế này thanh lý cho anh em về để lấy đồ 250.000 đồng. 250.000 đồng thì thực tế ra mất 50.000 tiền thùng xốp, trường có 200.000 nhá, 200.000. Những anh em nào mà đến tận nơi lấy được thì 200.000, còn gửi đi thì 250.000 đồng. 250.000 đồng là tiền năm ly, thế còn tiền vận chuyển hết bao tiền thì người mua trả nhá. Thôi thế mình dừng video ở đây, trân trọng cảm ơn các thượng vấn đế, chúc các thượng vấn đế ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc. Bây giờ đến cái tiết mục quen thuộc, đó là thân ái chào tạm biệt.